Chắc làm to ấy. Hello tất cả các chị ạ. Chào tất cả mọi người nha. Chào chị Minh Nguyễn, chào chị Quỳnh Ozi, chào chị Bong Phan ạ. Chào chị Nguyễn Thị Lan nhá. Hôm nay em lên sớm một chút xíu nha mọi người nhá. Hôm nay lên sớm nhá. Sale hàng rất là rẻ luôn. Mọi người vào chia sẻ cho em nha. Chào chị Hạnh Nguyễn ạ, chào chị Vĩnh Thuy nhá, chào chị Mai Hòa. Chào chị Duyên Nguyễn ạ. Áo em đang mặc còn nhá các chị nhá. Áo em đang mặc hôm nay xem sale rất là rẻ luôn. Áo em đang mặc sale là 50k này, nó các chị chia sẻ like đây. 50k chất không zip đẹp nhá. Mọi người chia sẻ nào, mọi người chia sẻ lên đông người em sẽ bán hàng nhá. Bán hàng giá cực sốc cho các chị luôn ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Chia sẻ lên các trang chợ nhóm chợ cho em nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 người xem đi ạ. Mọi người chia sẻ lên 50 người xem em sẽ tặng áo phông nha. Tặng áo phông hàng Quảng Châu siêu mát cho mọi người này. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nào. Chào chị Tình Nguyễn ạ, chào chị Thành Ngọt nhá. Chào chị Hà Dương ạ. Mọi người vào đi nào. Hôm nay em lên sớm một chút xíu, em sẽ sale siêu rẻ cho các chị nha. Mọi người có muốn chơi mini game không ạ? Chào chị Quỳnh Anh nhá. Mọi người muốn chơi mini game thì chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nào. Chia sẻ thật nhiều nhá. Áo em đang mặc không có trắng chị ơi, trắng em có nhiều mã khác. Chào chị Quyên Hà. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông cho mọi người nha. Tặng áo phông cho các chị nhá, chia sẻ thật nhiều và cho em nào. Chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nha các chị nha. Mọi người chia sẻ nào, mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông cho các chị nha. Tặng áo phông cho những ai chia sẻ livestream ngày hôm nay nhá. Mọi người chia sẻ ít nhất là 5 lần cho em nhá. Ít nhất là 5 lần cho em ạ. Mọi người chia sẻ đi nào, lên 50 view em sẽ tặng áo phông nha. Vừa bán vừa chơi mini game nhá các chị nhá. Vừa bán vừa chơi mini game, mọi người cứ chia sẻ đi. Mọi người chia sẻ nhiệt tình nhá. Bán mã đầu tiên này các chị này. Mọi người chia sẻ đông cho các chị vào xem đông vui, em sẽ sale siêu rẻ luôn. Bán mã đầu tiên là mã áo phông như em đang mặc nhá. Còn duy nhất một chiếc màu cam này các chị này. Sale là 50k nhá. Sale là 50k chất phông zip ạ. Chất phông zip đẹp nhá. Có bán cả chân váy đây ạ. Bán áo phông với lại chân váy nhá. Chân váy bò này. Chân váy bò hàng xuất rất là đẹp luôn nhá. Bò hàn này. Chất co giãn thoải mái luôn. Đây mọi người có thể nhìn chất nhá. Rất là mềm và co giãn. Hàng bò hàn này các chị này. Chị nào lấy chân váy thì có thể comment nhá. Chân váy sale là 140 nhá. Áo là 50k. Áo là 50k thôi nha các chị nhá. Áo là 50k này. Chân váy là 140 này. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Comment size kèm số điện thoại nhá. Đây chân váy là 140k đủ size SML đấy các chị này. Size S thì dành cho các chị tầm khoảng 46 47 cân quay đầu nhá. Size M dành cho các chị 50 51 cân quay đầu. Và size L dành cho các chị tầm khoảng 53 54 cân quay đầu mặc vừa chân váy nhá mọi người nhá. Áo như em đang mặc thì còn duy nhất một chiếc 56 cân quay đầu mặc vừa. Có bán quần bò lỡ em có ạ. Áo như em đang mặc là các chị tầm khoảng từ 40 cân đến khoảng 56 cân quay đầu mặc vừa này. Ai lấy áo thì comment cam kèm số điện thoại cho em. Cam kèm số điện thoại nhé mọi người nhá. Chân váy là 140, ai lấy thì comment size kèm số điện thoại cho em ạ. Size kèm số điện thoại này 140k nhá. Chỗ này channel là theo luôn này các chị này. Channel là theo luôn. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chị nhận được hàng rồi em. Vướng chị ơi. Có vừa vặn không ạ? Quần lanh em còn, quần lanh em vẫn còn nhá.
Quần lanh em vẫn còn bán 50k một đôi ạ. Mọi người muốn mua quần lanh thì comment nha. Vẫn bán 50k một đôi quần lanh ạ. Còn nhá chị Thành Hà ơi, em vẫn còn ạ. Nào có ai chốt chân váy thì comment cho em nha. Size kèm số điện thoại này. Chỉ 140k một chiếc chân váy bò nhá. Hàng này là chân váy bò dài này các chị này. Chân váy bò dài 140k đủ size SML cho các chị tầm khoảng từ 40 cân đến khoảng 55 cân quay đầu ạ. 40 cân đến 55 cân quay đầu nhá. Chị nào lấy chân váy thì comment cho em. Size kèm số điện thoại. Size S 46 47 cân quay đầu, size M 50 51 cân quay đầu và size L tầm khoảng 54 55 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Ai lấy chân váy thì comment nha. Áo thì em đang mặc còn duy nhất một chiếc. Sale là 50k nhá. Ai lấy đi comment cam kèm số điện thoại cho em. Đây đây có lắp cho. Rồi ok chị xuống. Rồi ok chị xuống thì cứ gọi em nhá. À không ai lấy áo thì em size M. Chị Trần Nghĩa ơi, nếu mà lấy chân váy size M thì comment size M kèm số điện thoại cho em ạ. Size M kèm số điện thoại cho em ạ. Quần trắng thì vừa em, quần sọc hơi chật vì không có giãn. Quần sọc để em gửi cho chị là size size L là size lớn nhất rồi đấy chị. Váy xòe đằng sau có hàng chưa ly. Váy xòe dáng dài. Ơ váy xòe nhà em vẫn có nhiều mà chị. Đây, váy xòe dáng dài thì chị mặc có thể mặc cái mẫu này này. Nếu mà chị thích dáng dài, dáng maxi thì chị có thể mặc cái mẫu này, rất là đẹp luôn. Sang tuần nhà em lại về thêm nhiều mẫu maxi với lại là sơ mi nhá. Mọi người có hóng sơ mi không nào? Các chị có hóng sơ mi không ạ? Sang tuần em sẽ về nhiều mẫu sơ mi đẹp cho các chị đi làm nhá. Sơ mi và quần baggy, quần công sở, váy công sở, chân váy công sở nhá. Áo đang mặc em bán nhá, em có bán nhá. Áo em mặc là sale là còn 50k. Cho các chị chia sẻ livestream 3 lần nhá. Ai lấy áo như em đang mặc thì comment cam kèm số điện thoại cho em nhá. Cam kèm số điện thoại cho em 50k rồi ạ. Đây chị Giang Nguyễn này. Váy xòe dài đây chị ơi, váy xòe dài em có cái mã này rất là đẹp luôn. Dáng maxi này. Dáng maxi siêu đẹp luôn. 180 sale còn 140 này. 180 sale còn 140 nhá. Vàng rất là đẹp. Đây mã này mọi người có thể mặc bệt vai cũng được. Mặc bệt vai cũng được này. Đấy siêu xinh luôn nhá. Cái mã váy xòe này nhá. Chị nào lấy váy xòe vàng này thì comment cho em. Tầm khoảng 55, 56 cân quay đầu mà vẫn vừa nha. Từ 40 cân khoảng 55 cân thì là mặc vừa nhá. Ai chốt áo như em đang mặc thì comment cam kèm số điện thoại cho em ạ. Cam nhá các chị nhá. Áo phông zip rất là đẹp luôn. Còn duy nhất một chiếc sale ạ. Sale siêu rẻ luôn. Hàng co giãn cho mọi người nhá. Đây em thả ra cho các chị nhìn này. Đấy dáng nó vừa vặn. Váy lanh có chị ơi. Đây nha, dáng vừa vặn nha, không bị dài quá, mặc rất là trẻ trung luôn. Đấy, còn duy nhất một chiếc thôi ạ. Ai lấy đi comment cam cho em nha. Cam kèm số điện thoại, sale chỉ 50k. Hàng chất phông zip rất là đẹp ạ. Ai lấy đi comment cam cho em nhá, để em qua mẫu khác nhá. Cân vừa nha chị Hạnh Nguyễn ơi. Áo em đang mặc tầm khoảng 55 cân quay đầu vẫn vừa thoải mái, chất co giãn mà. Đây các chị này, cái chất co giãn nhá. Đấy, nó ôm theo người mình rất là sướng luôn mà chỉ 50k. Siêu rẻ luôn, ai lấy thì nhanh tay comment cam kèm số điện thoại cho em nhá. Còn duy nhất một chiếc thôi ạ.
Rồi ok, em chốt cam cho chị Hoa Ly Võ này. Đổi mẫu nha mọi người nha, đổi mẫu này. Đây, quần váy nha mọi người nha. Quần váy rất là đẹp luôn, cộng với mã áo phông thái ạ. Quần váy và áo phông thái siêu đẹp luôn này các chị nào. Phông Gucci nhá. Phông Gucci em còn một chiếc từ 40 cân đến 60 cân vừa hàng thái. Các chị đơn có một sản phẩm rồi cố gắng chọn thêm giúp em nhá. Hai sản phẩm thì em mới ship, tại vì là không bỏ một sản phẩm không bỏ ship của mọi người ấy. Tiện mọi người mua từ hai sản phẩm trở lên để mai em ship hàng nha. Đây mọi người ơi, tiếp đến mã áo phông này nè. Mã áo phông hàng thái rất là đẹp đấy ạ. Các chị chọn đủ đơn lát nữa ship luôn. Đây là đây nha, mã phong thái nha em đang mặc này, còn duy nhất một chiếc màu trắng này các chị này. Còn duy nhất một chiếc màu trắng nha. Mã này từ 40 cân đến 60 cân vừa, chất zip này. Chất zip co giãn thoải mái luôn. Còn một chiếc nha, em sale là 90k nha. 90k trắng hàng thái ạ. Hàng thái đấy các chị này. Đây, chào chị Thiên Yết. Chào chị Thiên Yết nha. Đây nha, hàng thái nha mọi người nha. Hàng thái này, còn một chiếc sale 90k cho ai chia sẻ livestream nhá mọi người nhá. 90k thôi. Em bao từ 40 cân đến 60 cân vừa hàng thái đấy. Chị nào lấy trắng thì comment trắng kèm số điện thoại cho em. Đấy, trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Chân váy như em đang mặc này các chị này. Chân váy u mì nhá, quần giả váy á. Mà em đang mặc là quần giả váy nhá các chị nha. Quần giả váy hàng u mì cao cấp đẹp. Còn size S ạ. Quần giả váy em còn size S dành cho các chị 50 cân quay đầu nhá. Ai lấy quần giả váy thì comment. Sale là 140 hàng u mì đẹp này các chị này. Hàng u mì đẹp nhá. Boy thun em có chị ơi. Boy thun dài có. Tí nữa em like boy thun dài nhá. Chị nào lấy quần giả váy thì comment nhá. Quần giả váy ship code 30k trên toàn quốc mọi người nhá. Nhà em ship code đồng giá 30k trên toàn quốc ạ. Không còn đâu này. Ai lấy quần giả váy thì comment nhá. Size này là size dành cho các chị 50 cân quay đầu này. Từ khoảng 43-44 cân đến 50 cân quay đầu nhá. Rất là đẹp luôn, quần u mì. Quần là chất u mì co giãn này các chị này. Chất u mì co giãn nhá. Đấy, mọi người có thể nhìn quần nhà em may rất là nét rồi, yên tâm. Hàng loại 1 luôn ạ. Áo thì là hàng thái, sale là còn 90k. Từ 40 cân đến 60 cân vừa áo, quần thì tầm khoảng 50 cân quay đầu là vừa. Chị nào lấy quần thì comment quần này. Quần kèm số điện thoại nhá. Quần này em chỉ còn duy nhất size S 50 cân quay đầu ạ. Đây như em là 1m6 50 cân này các chị này. Đấy. Chỉ với giá là 140 quần và áo là 90k. Ai lấy thì comment cho em nhá. Comment cho em quần hoặc áo kèm số điện thoại cho em ạ. Quần hoặc áo kèm số điện thoại nha các chị nhá. Rất là rẻ luôn rồi. Đấy, hôm nay em sale rất là rẻ luôn nhá. Chuẩn bị đón hàng mới về nên là hôm nay em sale rẻ lắm. Mọi người tranh thủ. Hàng rất là đẹp luôn. Hàng rất là đẹp mà được giá sốc luôn nhé mọi người nhé. Có ai chốt quần được không nào? Áo phông thái Gucci đẹp lắm. Áo phông thái nha, đang mặc áo phông thái Gucci nhá. Còn một cái nhá. Còn một cái thôi. Áo là 90k, quần là 140 nhá chị Hành Nguyễn nhá. Quần là 140. Lên cả set rất là đẹp. Đây quần rất là thời trang luôn ạ. Mã này thời trang mà mọi người dễ phối đồ nhá. Quần là 140, các chị 50 cân quay đầu. Cả quần cả áo bao nhiêu? 230 một set. Quần váy lưng thun hả em? Quần váy này là cặp khóa chị ơi. Đây 230 cả set em đang mặc nhá. Cặp khóa hông nhá mọi người nhá. Khóa hông mặc lên rất là đẹp luôn. Quần này nếu mà mình mặc mình sơ vin ấy chị, lưng thun thì nó sẽ không được đẹp cho lắm. Đấy, quần này lưng thun thì không được đẹp cho lắm nhá. Dáng này phải may cạp khóa như thế này thì mới đẹp phải các chị này. Lên form rất là chuẩn luôn ạ. Em chỉ còn 2 chiếc thôi. Lẻ size nên là em sale nhá. Hàng 160 đấy, hai sale còn 140 thôi. Size S thì cho chị từ 44 đến khoảng 50 cân quay đầu. Váy sau lưng bán không. Váy sau lưng em có nhá. Chị Ánh Kim hỏi mẫu nào ạ? Hỏi mẫu nào thì comment màu cho em nhé. Váy sau lưng em có bán nha. Em đang sale rất là rẻ luôn. Mã nào cũng sale luôn.
Nếu mà chị nào lấy quần giả váy này thì comment nhá, có size S dành cho các chị 50 cân quay đầu nhá. 50 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Đây, em là cao 1m6 nặng 50 cân đây ạ. Các chị kể cả dưới 1m6 50 cân vẫn mặc vừa, tại vì quần này nó giãn ấy, nó co giãn nên là vẫn vừa nhá. Ai lấy quần này thì comment cho em. Còn duy nhất 2 chiếc thôi, chị nào nhanh tay nào. Nào chị nào lấy quần váy này không nào? Chị nào lấy quần váy nhanh đang mặc thì nhanh tay comment nha, nhanh tay comment nào. Size S nha mọi người nhá, còn size S. Sọc sữa. Đâu rồi, nó sọc đâu nhỉ? Chị ơi màu gì ạ? Màu gì ạ? Chị Ánh Kim comment màu cho em để em dễ ấy nhá. Em dễ báo giá. Có size nhỏ không? Size S là size nhỏ nhất rồi chị Hoài Võ ơi. 34 cân. 34 cân thì không vừa đâu chị ơi. Size S là size nhỏ nhất rồi ạ. Đây, size S thì em đang mặc là nhỏ nhất luôn rồi. Tầm khoảng 43-44 cân trở lên thì mới vừa. Cho bé 34 cân được không em? 34 cân nhưng mà nếu mà thấp ý chị ạ. Nếu mà thấp tầm khoảng 1,5 m trở xuống ý thì được. Cho bé thấp thì mặc ok. Không thì mua quần sóc chun chị ơi. Đây các chị này, nếu mà bé thì các chị mua cho các bé thì có thể 34 cân thì có thể mua sóc chun này nhá. Sóc chun đây em có bán đây, 60k một quần nha. Đây, ai mua cả đôi thì là 110 nhá. Mua cả đôi là 110, 60k một quần đây ạ. Đấy, các bé thì chị mua những cái mã này này, mặc rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp. Xin chào chị Ngọc Khánh ạ. Đây nhá, đấy, các chị có thể mua những cái sóc chun này nhá. Nếu mà các chị thích sóc thì có thể comment để em like nha. Đây toàn là mẫu sóc đẹp thôi. Sóc bò giấy nhá chị nhá. Sóc bò giấy siêu đẹp luôn. Đây chị Ánh Kim ơi, có phải cái mã này không này? Có phải cái mã này không ạ? Váy lụa hàng thiết kế, chất vải lụa nhá. Chất vải lụa rất là đẹp luôn đây. Chị Hoài Hoa Ly Võ ơi, chị lấy cái đó là cái nào ạ? Cái quần hay là cái gì ạ? Đây nha. Đây. Em xin chào chị Hương Nguyễn ạ. Máy siêu đẹp luôn, hàng lụa thiết kế nha các chị nhá. Mã này các chị tầm khoảng từ 50 cân ạ. Váy 2 trái qua. Comment màu luôn đi cho dễ. Cái này à chị?
Comment màu cho em nhá, comment màu cho em để em dễ. Cái váy nâu như em vừa giơ đấy là hàng 200, hàng thiết kế này. Còn cái váy vàng này là 140k nhá. Em đang sale còn 140k này. Những cái mã này các chị tầm khoảng từ 40 cân đến khoảng 50. Cái váy vàng này từ 45 đến 55 cân. Quần sóc bò vừa xong có size quần chun thì vừa nãy thì là hàng free size chị ạ. Còn nhà em còn nhiều loại có size mà, nói chung là có nhiều loại lắm. Đấy. Cái vàng là 140 nhá, còn cái màu nâu là 200 nhá chị Ánh Kim nhá. Đây nha chị ơi, 34 cân thì chốt rồi bé quần sóc này nhá, được không ạ? Nếu mà cái này thì ok cho em. 65 đến 70 cân thì không vừa đâu chị ơi. 70 cân em chỉ có váy ngủ mà, ngủ thì có. Đây. Nếu mà cái này thì ok nhá chị Hoài Võ nhá. Cái này là cái hoa này, cứ comment cái này là hoa nhá. Còn cái này là trơn này. Đây. Trơn này. Chị lấy cái nào để comment này. 60k một quần, hai quần là 110 ạ. Ai lấy đi comment cho em nha. Kg vừa. Sóc bò mẫu hoa là từ 35 đến khoảng 55 cân là vừa, vì nó là quần bò chun ý. Hoa Lê Võ bảo ok đấy, thế nào? Ok đây. Nhưng không biết chị lấy cái nào. Cái con dơ đấy, vừa dơ này. Đây chị Ánh Kim ơi. Trộn hoa chắc cái đấy, cái này hoa này. Chắc một cái trơn một cái hoa. À chắc một cái trơn một cái hoa. Một cái trơn một cái hoa nhá chị nhá. Mình chơi một cái hoa lấy hai cái chỉ có 101 thôi. Chị thấy được rằng là đây chị Ánh Kim mua váy cho người từ 65 đến 70 cân, mình có cái váy này. Đấy, cái mã này còn một size 2X này. Một size 2X và một size L, size L cho người dưới 60 cân. Còn một size 2X này cho các bạn từ 65 cân này, từ 60 cân trở lên đến 70 cân mặc ok luôn. Đây phải chị Ánh Kim không nhỉ? Chị Ánh Kim còn đây không? Rất là đẹp luôn, hàng Quảng Châu. Sale là 250k nhá. Rất cực xịn luôn. Đấy này các chị. Có hàng nào mới không em? Có nhá. Vũ Dung Quân. Đây chị Ánh Kim có thích cái váy này không? Váy này thì siêu đẹp luôn. Hàng Quảng Châu xịn luôn nhá. Đây mình còn một cái size to, size 2X. Đây nha mọi người, muốn mua áo chống nắng đây, em like áo chống nắng cho mọi người mua nè. Hoa thôi. Thế chị bộ nào. Chị Hoa Vang chị bảo cái gì để lại bộ nào. Đây nha các chị nha, những màu áo chống nắng lanh này em đây. Chị là một cái quần phác hoa em bỏ rồi. Rồi ok, quần phác hoa rồi nha chị. Áo chống nắng lanh nhà em đây các chị này. Rất là nhiều màu luôn. Dài rộng thì thoải mái. Em mặc cho các chị xem này. Cho chị xem mấy mẫu sóc bò chun free size nào em. Vâng, chị mua cho bé bao nhiêu cân hả chị Hương? Bé chị Hương nhận được hàng em gửi chưa?
Tâm lấy 65. À cháu đang mặc bao nhiêu đấy? Đây nha, áo em đang mặc là 201, sale còn 101. Áo chống nắng này là hàng lanh hai lớp này các chị nè. Áo chống nắng lanh hai lớp nha. Đấy nha chị, 32 cân, 32 cân nữa nhỏ. Đây mẹ. Chị Hường Nguyễn, chị định mặc quần sắp bò cho con gái. Đây lanh hai lớp luôn này mọi người này. Đấy. Dài rộng thoải mái luôn. Rất là đẹp nhá, có túi luôn nhá các chị nha. Áo thì là có túi này. Kiểu ước đơn giản đây chị trẻ thì mặc cái mã quả. Áo có túi này nhá. Một khẩu trang này. Hai lớp một khẩu trang nhá chị nha. Lanh hai lớp này. Lanh siêu mát luôn rồi. Chị nào lấy thì comment nhá, áo chống nắng này các chị tầm khoảng 60 cân quay đầu. 60 cân quay đầu nhá các chị nhá. Đây rất là đẹp, ai để áo chống nắng thì comment cho em. Hàng lanh hai lớp, 170k nhá mọi người nhá. Rồi ok, cho chị Vũ Dung Quân màu em mặc này. Quả cherry, màu này rất là trẻ luôn. Màu quả cherry này. Ai thích hoa nhí nhá? Có chị nào thích hoa nhí không nào? Còn chị Hòa Lê Võ là thun trắng bao nhiêu cái áo em đang mặc? Thun trắng em đang mặc là hàng Thái này. Đây hàng Thái nhá. Sale còn 110. Sale còn 110 này các chị này. Mã này thì đẹp lắm, cái hàng Thái này. Váy vàng bệt vai. Áo chống nắng là 170 nha các chị nha. 170 hàng lanh hai lớp này, hoa nhí này. Hàng thô thì là 90. Em có cả hàng thô nữa. Đây nha, váy vàng đây chị ơi. Váy vàng là hàng lụa đẹp đây chị Hoa Nhài này. Đang sale còn 140 một váy thôi. Đấy. Quần váy em đang mặc là 140k nhá, chất u mì co giãn. Còn size S tầm khoảng 50 cân quay đầu. Váy vàng đấy nha, chị nào lấy váy vàng thì comment cho em tầm khoảng từ 45 đến 55 cân quay đầu là mặc vừa cái mã váy vàng này rất là đẹp này. Siêu đẹp luôn nhá. Ở ngoài thị trường các chị mua tầm khoảng 250, em đang sale khoảng 140. Còn duy nhất một chiếc ạ. Còn duy nhất một chiếc sale khoảng 140 nhá. Chị nào thích hoa nhí này. Áo chống nắng em mặc là hàng lanh hai lớp. 170k nhá. Còn cái hàng thô này thì rẻ hơn này các chị này. Hàng thô này thì chỉ có 90k thôi. Đây. Hàng thô này 90k này. Bóc một cái thô qua cho mọi người xem. Hàng lanh hai lớp là 170. Thấp vừa chị ơi, tầm khoảng 1m50, 55 trở lên là vừa rồi. Thấp thì các chị mặc trùng chân. Trùng không trùng, con mặc còn không trùng nữa này. Đây mét 6 thì mặc. Các chị ấy thì đến mặc cá. Để cho lên móc cho các chị. Đây nhá, hoa nhí này. Áo chống nắng nghe đang mặc 60 cân quay đầu vừa, có túi nha các chị nha. Có túi này. Đấy. 60, 62, 63 cân vẫn vừa. Hàng lanh hai lớp. Một khẩu trang. Cái này khẩu trang đâu? Rất là đẹp luôn. Đây, còn áo chống nắng thô này. Áo chống nắng thô nhất nhá. Cũng là hàng này. Cũng là hàng hai lớp luôn. Nhưng mà hàng này chỉ có 90k thôi. Chống nắng thô thì là 90k. Hai lớp. Đấy, rất là đẹp luôn. Bộ hôm chị đặt còn không gái mấy lần đi qua mà toàn để đóng cửa. Nhà em còn chị Bách Hợp ơi, đây vẫn để nguyên cho chị đây. Rồi ok, chị Holly Võ lấy váy vàng này. Đây nhá, hai lớp hai mặt này. Đấy, 90k. Váy này có đấy, 90k nhá. Ai lấy áo thô thì comment. Còn chị nào lấy áo lanh thì comment cho em. Áo thô là 90k.
Còn áo len là 170. Rất là đẹp luôn. Áo len em có nhiều màu lắm nha các chị nha. Đây còn một cái màu này nữa này. Rồi chốt váy vàng cho chị Hoa Ly Võ rồi đây. Chị nào thích màu xanh này, mặc rất là mát luôn này. Nhìn rất mát nha. Áo trắng em mặc có màu đỏ này, màu trắng này, màu xanh này. Đẹp lắm cái hàng này chị Tu To. Hàng Thái thì quá đẹp luôn. Hàng Thái đẹp mà. Đây áo hoa to mà em vừa đặt áo chống nắng lên trên đó cái gì đây nhá, hàng Thái đây này các chị này, đây hàng siêu đẹp luôn. Chị ơi em không nhận ship đâu ạ, tại vì là chị Thái Hòa thì ở chỗ nào em gửi, chị ở chỗ nào thì em gửi lên bưu điện cho chị, đi qua bưu điện lấy được không? Nếu mà chị đi qua bưu điện lấy thì ok, để em gửi lên chỗ bưu điện Thái Hòa, cho bưu điện chỗ chợ ngã ba đấy, không mất ship, em gửi lên đấy cho chị. Đây có màu đỏ này, màu trắng và màu xanh nhá, từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá các chị nhá, màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Đây em có 3 màu nha, màu đỏ, màu trắng và màu xanh này, áo như em đang mặc nhá các chị nhá, từ 40 cân đến 60 cân vừa, mã này các chị thích mặc bệt vai cũng được này. Đấy, siêu đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment. Em đang sale còn 101 một cái chị Tu To này. Sale còn 101 nhá. Đá đẹp ạ, đá đính bằng tay luôn này các chị này. Đấy. Màu đỏ, màu xanh và màu trắng. Ai lấy áo này thì comment cho em nhá các chị nhá. Ai thích cái mã áo này thì comment cho em, hàng Thái fit luôn. Chất thì là chất phông zip nhá. Co giãn thoải mái luôn này các chị này. Không to đâu nhỉ đâu chị ạ, à, mặc mà nó ôm bình thường ấy. Đi mặc vừa chứ hả, có cái size nhỏ hơn đấy nhưng mà chắc phải mặc quần đấy em nhỏ. Đẹp, chất mắt lắm. Không to đâu, bé mà, em mặc còn vừa, còn chật đi. Màu đỏ, màu xanh và màu trắng á. Ai lấy mã phông này thì comment này. Chị ơi em không nhận ship ạ, à. Em không nhận ship đi ý, tại vì là nếu mà chị lấy được thì em gửi lên đấy cho. Nó vừa bảo ở Hùng Đức mà. Rồi chốt cho mì tôm đỏ này. Xanh đây này chị ơi. Hàng Thái này quá xịn luôn rồi. Mai gửi hàng cho chị đi liền nhé. Mai đi lấy hàng. Để em lấy chân váy size S về em gửi cho chị luôn. Đằng nào mai em đi lấy hàng mà, ngày kia ngày sang đầu tuần em gửi cho chị. Tiện thì đợi ấy luôn ấy. Em lấy luôn chân váy size S cho. À sang tuần thứ tư chị đi du lịch. Mai gửi thì có chân váy size S của cái kia thôi. Chị chỉ có chân váy size S của cái hàng kia thôi. Áo hao to ở ghế đấy đằng sau ý em. Áo hao to là áo gì? Áo hoa to á chị. Áo này áo hoa nhí mà. Áo hoa nhí này là hàng thô 90k này. Áo đấy đẹp chứ. Màu đấy màu này, màu này màu đấy. Váy trắng đằng sau cho xem. À hết đỏ rồi bà Liên ơi. Còn màu xanh với màu trắng này. Đây màu xanh này mặc lên rất là đẹp luôn. Chị nào lấy xanh nhá. Vâng, đầu tuần em gửi thì thứ hai em gửi. Thì chắc thứ tư chị nhận được rồi. Rồi cho chị màu xanh với màu trắng. Chốt cho chị Tu To một màu xanh với một màu trắng này. À vẫn còn hoa đỏ đấy cho bà Liên này. Chắc bà Liên mẹ chị muốn. Bà lấy thử. Màu trắng. Có. Cho em xin số điện thoại ạ.
nào hỏi váy màu trắng đây nhở? Chị Mì Tôm hỏi váy màu trắng đây đúng không? Đây, váy màu trắng này chị này, váy von lụa nha. Váy von lụa rất là đẹp luôn. Còn một chiếc này, sale là 90k. Sale là 90k nha. Em mổ không bị dẹo này. Đây, váy màu trắng đây. Sale là 90k này. Rồi chị thu to cho số điện thoại lên rồi. Đây nha, chị nào lấy váy hoa trắng ấy thì comment cho em. Từ 40 cân đến 55 cân vừa nhá. Từ 40 cân đến 55 cân vừa váy hoa trắng này. Em còn một chiếc thôi. Sale là 90k cho chị nào lấy này. 90k. Chắc là cái hoa đỏ, cứng rắn hoa đỏ. Đây chị ơi, có phải hoa to này không? Có phải hoa to này không chị Hoàng? Đây, áo này áo lanh. Rồi ok, chốt cho chị Mì Tôm váy trắng. Bò còn chưa dậy Nhi ạ. Đây nha, áo này em còn màu nâu tây này. Màu nâu tây nhá, rất là đẹp luôn. Có chị nào thích không? Màu này rất là đẹp này, lạ mắt này. Siêu lạ mắt luôn. Ôi, vợ trẻ con nhà em nó ngủ ghê lắm ấy. Nhưng mà tối nó ngủ muộn lắm chị ạ, 1 giờ ấy. Không bao giờ ngủ trưa nhưng mà đêm thì 1 giờ mới ngủ. Đây màu xanh nhá, màu nâu tây nè, màu đỏ ạ. Em còn 3 màu nhá, sale còn 101 một áo á. 101 nhá, hàng Thái nhá các chị nhá. Hàng Thái chất zip đẹp luôn. Các chị mua ở ngoài thị trường phải tầm khoảng 150 đến 200 nhá. 150 đến 200 trở lên này, hàng Thái đẹp luôn à. Đây, chất phông zip ạ. 110 nhá mọi người nhá. 110 còn màu xanh, màu nâu tây, màu đỏ. Vâng, bà thích màu nào chiều bà lên thử. Ưng màu nào thì lấy. Rồi cho chị tu to cái nâu em đang mặc nữa, 3 cái. Màu nâu tây này đẹp mà. Hàng Thái này quá xịn luôn rồi các chị ạ. Đây, màu xanh mặc lên thì rất là mát này. Các chị mặc không bệt vai cũng được nhá. Mã này mọi người mặc không bệt vai cũng được. Ai thích điệu điệu một tí thì mặc bệt vai. Hoa đẹp lắm các chị ạ, hoa đá. Hoa của nó là hoa lụa này, cánh là cánh lụa này. Hoa đá mọi người nhìn gần hoa của nó nhá. Đẹp lung linh luôn, thực sự luôn. Hoa của nó đẹp lung linh luôn. Mọi người không mua thì tiếc đấy ạ. Tại vì em chỉ còn vài chiếc thôi, sell nốt. Em còn 2 chiếc thôi, sell nốt này. 110k có chị nào chốt nốt mẫu này không này? Giá rất là vừa vặn nhá. Đây mẫu này mọi người mặc sơ vi cũng đẹp. Mặc sơ vi cũng đẹp luôn nha các chị nha. Sơ vi cũng đẹp. Có đầm suông đen. Đầm suông đen để em xem này. Đây nha, còn màu đỏ với màu xanh ai lấy đi comment nốt cho em nhá. Đỏ kèm số điện thoại, xanh kèm số điện thoại cho em. Các chị tầm ở 60 cân quay đầu là vừa nha. Cứ 60 cân quay đầu là vừa, từ 40 đến 60 cân là vừa. Đây. Đây em có cái hàng này này. Em có cái hàng này là nó nhìn nó cũng giống lắm nhưng mà là hàng này là hàng nhái này. Em bán luôn cho các chị này. Em bán luôn cái mã này cho các chị nhá.
Chất thì là chất của nó cũng vẫn là đẹp. Đây, chất của nó cũng vẫn là đẹp nhá, nó không khác, nó cũng không kém cái hàng này. Nghĩa là nó làm nhái gần giống với các chị. Đấy, chất của nó cũng rất là ok. Tất nhiên là nó không thể được đẹp với lại là sắc nét bằng cái hàng Thái này được. Nhưng mà nhìn nó cũng tương đương ấy, nó gần giống ấy. Các chị mua các chỗ khác người ta toàn bán 130k thôi. Hôm nay em còn một chiếc cam này. Còn một chiếc cam và một chiếc nâu tây sale là 60k nhá. Nó không thể dài đâu bằng cái hàng Thái được đâu các chị ạ. Đấy, cái hàng này thì là nó là hàng nhái thôi. Em còn một chiếc nâu tây với lại một chiếc cam này. Còn một chiếc nâu tây với một chiếc cam sale là 60k nha. Sale là 60k một áo này. Ai lấy thì comment cho em. Mã này các chị tầm khoảng 55-56 cân quay đầu thôi. Từ 40 cân đến 55-56 cân quay đầu thôi. Ai lấy nâu tây thì comment nâu tây. Ai lấy cam thì comment cam cho em nhá. Đấy, cái mã này thì nó không thể dài rộng như cái hàng kia, với lại là hoa của nó thì là hoa đá thường thôi chứ không phải là cái hoa đá đẹp như cái đá kia, nhưng mà mặc cũng rất là ok. Đấy, còn nâu tây với cam này sale là 60k nhá, từ 40 cân đến khoảng 55-56 cân là mặc vừa. Chị nào lấy thì comment cho em. 60k thôi ạ, rất là rẻ luôn đúng không các chị, hàng vừa đẹp vừa rẻ ạ. Chị nào chốt thì comment cho em ạ. Rồi ok, chốt cho chị Lương Tinh cam này. Có ai lấy nâu tây không nào? Ai lấy nâu tây để comment cho em nha. Các chị đơn có một sản phẩm rồi cố gắng chọn cho em từ hai sản phẩm trở lên để em gửi. Rồi ok, Lương Tinh Vũ Liên cam này. Còn nâu tây này các chị này. Còn nâu tây, có ai chốt nâu tây này? Ai chốt nâu tây, chốt nâu tây cho em này. Nâu tây 60k nha các chị nhá. Váy hoa dây bao nhiêu? Váy hoa dây là hàng lụa khuy gỗ chị Nguyễn Nhật Hạ ơi. Váy đấy là 120 nhá. Váy nâu tây đấy là 120k. Nào ai lấy nâu tây thì comment cho em nha. Các chị đơn có một sản phẩm cố gắng chọn cho em từ hai sản phẩm trở lên để mai em gửi hàng nhá. 0976. Một sáu bốn này, 320 này, 4001. Áo trước cũng là áo Thái hàng đá. Ai lấy nâu tây không nào? Áo trước là mã này này chị Vũ Liên này. Áo trước là mã này. Đây. Rồi ok, không lấy cam nữa. Đây, áo trước là mã này nhá chị Vũ Liên nhá. Có màu đỏ với màu xanh này. Cái này không có đen chị ạ. Đây.
Bộ pyjama thì em có bộ thô, có đỏ với xanh nhá. Không có đen ạ, mã này không có đen chị ơi. Không ai lấy nâu tay để em đổi mẫu nha mọi người nha. Mẹ xem nó đóng cửa vệ sinh lại chưa không á, chẳng mát tí nào đâu. Chị Liên ơi, nếu mà lấy áo màu xanh thì comment thì ok cho em nhá. Chị Vũ Liên ơi, nếu mà lấy áo đá xanh thì comment ok cho em nè. 110k nha chị Vũ Liên nha. Nếu mà lấy thì ok cho em nhá. Hàng Thái đẹp luôn. Hàng Thái đẹp nha các chị nha. Bộ lanh hết rồi chị ạ. Mai nhá, mai em đi lấy hàng mới về thì có nhiều mã lanh mới thì mọi người mua nha. Đây tiếp cái mã áo Thái này này các chị này. Tiếp cái mã này rất là đẹp luôn này. Đấy. Mã này là mã lệch vai nhá mọi người nhá. Mã lệch vai. Em có màu vàng, màu trắng và màu xanh ạ. Mã này em có màu vàng, màu trắng, màu xanh này. Mã này cũng là 90k á chị nhá. Mã này hàng Thái này. Hàng Thái đẹp này. Sale là 90k này. Đây, sale là 90k mã này nhá. Mã này tầm khoảng các chị tầm khoảng 57, 58 cân quay đầu này. Đây, xanh lên rất là mát luôn đúng không? Màu xanh lên cũng rất mát này. Có chị nào chốt xanh thì comment xanh cho em này. Hàng Thái này chất của nó chuẩn lắm các chị ạ. Chất chuẩn yên tâm luôn rồi. Màu xanh hoa đá rồi, ok, chốt cho chị Vũ Liên màu xanh hoa đá. Hàng Thái này các chị yên tâm, nó may rất là nét từ đường kim mũi chỉ luôn này các chị này. Đấy, rất là nét luôn. Mã lệch vai này có ai lấy đi chốt cho em nha. Đây màu vàng này, màu xanh và màu trắng á. Màu vàng, màu xanh và màu trắng nhá các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Mọi người có muốn mua bò dài không nhỉ? Các chị muốn mua bò dài thì em like bò dài nhá. Em vừa về mã bò dài lưng thun đẹp cực kỳ luôn. Mã này mã lệch vai nhá, ai lấy đi comment nhá. Màu vàng, màu xanh và màu trắng cho em. 90k một áo thôi ạ. Hello, em chào chị Đặng Ngọc Thuận nhá. Có tình yêu nào mua áo chống nắng không? Đây chị Thu Thảo Sang áo chống nắng đây ạ. Áo chống nắng đây các chị này. Rất là nhiều màu luôn nha. Hàng lanh dài đây. Chị lấy cái hoa màu đỏ. Rồi ok, cái hoa màu đỏ này em chốt cho chị Lân nhá. Hoa đỏ này chốt cho chị Chi Lân này. Chị Chi Lân cho em xin lại số điện thoại ạ. Chị Chi Lân ơi, cho em xin lại số điện thoại với ạ. Đây cái lanh hoa đá đây chị Vũ Liên này. Đá của nó đá đẹp luôn.
Đá xịn nhá, đá đính bằng tay nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Hàng Thái cao cấp ạ. Ai mua áo chống nắng đây? Áo chống nắng lanh đây. Ờ ok, có số của chị Chi Lân đây rồi ạ. Dài này các chị này. Đấy, có túi nhá. Mẫu này có túi này. Rất là mát luôn đúng không? Mã này các chị tầm khoảng 60 cân, 60 62 cân quay đầu vừa nhá. Có cả khẩu trang này các chị nhá. Kèm khẩu trang ạ. Lanh hai lớp mọi người nhá. Hàng này nhà em là hàng lanh hai lớp này. 170k nhá. Lanh hai lớp 170k. Đẹp, đẹp cho các chị, không phải là cái lanh mỏng không, là nó thật toàn đâu. Đây, lanh này dày dặn đẹp lắm. Đấy, nhà em ở Tuyên Quang nha chị Vũ Liên nhá. Dày dặn đẹp. Áo xanh đính đá là 120 nha chị, à 101 nhá. Mặc được hai mặt không? Mặc được hai mặt quá. Mặc được hai mặt chiều. Mà chị, khóa xoay hai chiều. Đấy, nhưng mà hai mặt là nó cùng màu thôi chứ nó không phải hai mặt hai màu đâu. Đấy. Đây có cả hoa đỏ này. Đây là hoa đỏ này. Đây là hoa hồng này. Hoa nhem mặt là hoa xanh nhá. Hoa đỏ này các chị này. Hoa hồng này. Màu hoa hồng này. Hoa em mặt là hoa xanh. Và đây là hoa nhí này. Đấy. Siêu đẹp luôn. 170 một chiếc nhá. Dài rộng thoải mái luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Dài rộng thoải mái như thế này. Chị nào lấy áo chống nắng thì comment cho em. Một trăm bảy mươi k nhé mọi người nhá. Chị có muốn mua bò dài không? Em lai bò dài không? Để xem này. Váy vàng nào? Hay là cái váy vàng lúc nãy? Hay áo vàng đấy chứ. Mẹ hỏi lại chị xem. Mẹ cứ hỏi lại chị xem. Vàng có cái nào đáng thương lấy cái gì đấy? Váy vàng hay áo vàng? Đáng thương lấy váy vàng hay là áo vàng? Chắc chị lấy áo rồi mà. Hay chị lấy cái váy vàng theo đây. Đây chỉ còn đến màu nâu tây này. Còn đến màu nâu tây hàng 60k.
Nguyễn đây, áo chống nắng lanh là 170k. Đây chị Chi Lân ơi, đây anh còn áo màu nâu tây này, màu B này. B này 60k. Còn màu B này 60k nhá. Nếu mà chị lấy thì comment cho em là B 60k nha. Chị đáng thương lấy áo hay lấy váy hay là lấy gì comment lại cho em với á. Váy 2 dây kia bao nhiêu kg mặc vừa? Váy 2 dây này từ 40 cân đến khoảng 55-56 cân. Từ 45 cân. Từ 45 cân đến 55-56 cân. Đây, cái đai này thì các chị có thể thắt qua đây nhá. Thắt qua đây rất là đẹp luôn. Hàng lụa khuy gỗ ạ. Hàng này là hàng lụa khuy gỗ, hàng đẹp nhá. Hàng da da đẹp này các chị này. Đây mọi người có muốn mua quần bò không nào, em like quần bò nhé, em đang mặc nè. Em đang nhìn đến chân. Đây nha, quần bò nhé, em đang mặc đây nhá, đấy nhá. Hàng bò giấy rất là đẹp luôn này. Đây, hàng bò giấy rất là đẹp. Siêu xịn luôn. Dạ. Như là từ SML hay sao, con chưa xem. Đây, quần bò giấy đẹp này, các chị này, bò hàn đẹp nhá. 150k này, em sale nhá, còn 150k một quần thôi. Quần rất là đẹp luôn, bò giấy. Dáng baggy nhá mọi người nhá, dáng baggy lưng thun ạ. Quần bò giấy dáng baggy lưng thun này. Mọi người nhá, nhìn nhá, đằng sau là nó may chỉ nổi cực kỳ là trẻ luôn. Mà nhìn cái thớ bò rất là khôn quần luôn này các chị này. Đấy, đấy rất là đẹp luôn, co giãn dễ chịu này. Bò giấy mềm đẹp. Bò giấy mềm đẹp luôn, 150k một quần nhá. 270. Đấy em có size cho các chị tầm khoảng từ 40 đến 60 cân. Từ 40 đến 60 cân quay đầu này, dáng baggy này. Dáng baggy đẹp luôn. Ai lấy quần này thì comment cho em nhá. 150k một quần thôi các chị ạ. Rất là rẻ luôn, 150k một quần lên form rất là đẹp. Form đẹp này. 150k một quần thôi chị ơi. Quần này có màu sáng. Đây cũng là màu sáng này. Màu sáng đây này các chị này. Rất là đẹp luôn. Chị Vũ Mông Quân chắc chỉ mặc S thôi. Chất mềm đẹp lắm. Hàng này các chị mặc thì yên tâm, không sợ bị hàng bò xuất vỡ dáng với cả không phai màu. Đấy, không phai màu nha. Không phai màu. Đây có màu đậm màu. Em có màu đậm với màu nhạt chị ơi. Đây, màu em đang mặc là màu nhạt này. Chị nào thích màu nhạt, nhỏ người thì mặc màu nhạt cho nó trẻ. Màu sáng này này cho trẻ. Siêu đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment nhá. Comment size kèm số điện thoại cho em. SMLS thì tầm khoảng 45-46 cân quay đầu. Đấy, 45-46 cân quay đầu này. Size M thì tầm khoảng 47-48 cân quay đầu. Size L 50-51 cân quay đầu. Và size XL là 53-54. Size 2X là 56-57 cân quay đầu. Quần này nó có đủ size SML, XL, 2XL luôn nha các chị nha. Có đủ size luôn. Hàng bò khớp rất là đẹp luôn. Bò này là bò khớp này mọi người này. Bò khớp siêu đẹp luôn. Nhà em bán siêu rẻ rồi mọi người yên tâm nha. Siêu rẻ chỉ 150k một quần, siêu đẹp như thế này. Rất là đẹp đúng không? Ai lấy thì nhanh tay comment nha. Dáng baggy thì trẻ này, mùa hè mặc cái dáng này nó cũng không bị nóng nữa. 58 cân có chị ơi.
58 cân thì mặc 2X nhá. Ai chốt quần này thì comment cho em nha. Các chị có muốn á? Đây chị Hương Nguyễn này. Dáng những thon chân gọn đẹp. Dáng rất là đẹp luôn. Cặp cao. Đây cặp cao đây. Siêu đẹp luôn này. Nếu mà chị lấy quần thì comment cho em nhá. Comment chiều cao cân nặng để em chọn size cho. Chuyển qua mã bò giấy đây này các chị ơi. Chuyển qua mã bò giấy như em đang mặc nha. Đây cái khung mặc thì sướng lắm. Nói chung là mặc nhẹ nhàng sướng lắm. Mặc rất là nhẹ sướng luôn. Siêu đẹp này các chị này. Siêu đẹp nhá. Quần này 70k một quần hàng bò giấy đẹp ạ. 70k một quần hàng bò giấy đẹp nhá các chị nhá. Hàng bò giấy đẹp này. Áo em đang mặc là áo đá nhá. Áo đá là 70k một áo này. Size áo gì? Áo có size, quần có size. Áo là em có size M nhá. Áo còn size M, áo đá thì còn size M. 70k một áo. Áo này các chị tổng khoảng 55 cân quay đầu mặc vừa. Em còn size M, các chị 55 cân quay đầu mặc vừa nhá. Ai lấy áo đá thì comment áo đá này. Kèm số điện thoại cho em áo trắng nhá. Áo đá trắng, đây các chị nhìn gần này. Toàn bộ cái phần này là đá rất là đẹp luôn. Ừ nhờ, đấy, mẹ quên cái này từ hôm qua. Cảm ơn con gái nha. À nói đến cái nhẫn này mới nhớ. Không có chị nào xuống nhà mình mua quần áo, chị bảo đánh rơi cái khuyên em quét nhà thêm có thấy. Có thấy của chị để rơi không? Bây giờ mới nhớ này, chẳng thấy nhỉ. Bảo rơi từ lúc nào? Biết có rơi nhà mình, nếu rơi nhà mình nó phải còn. Rơi ở đâu? Quên mất, không để ý. Sáng nay mình chưa quét nhà. Vì hôm qua vừa con vừa lau nhà. Chị mà hôm qua số mua đồ lấy đồ ấy. Chị chân bỡ hay sao ấy? Chị nào? Lúc gọi điện cho con tối qua đang. Hôm qua em kia đang bán hàng. Đây nhá các chị nhá, chuyển qua mã áo phông này nào. Mã áo phông này em còn duy nhất màu nâu này. Đây, mã áo phông này em còn duy nhất màu nâu này.
sale 50k áo phông này nhá nhá. Sale 50k này, chị nào lấy nâu thì comment nâu kèm số điện thoại cho em. Nâu kèm số điện thoại nhá, mã này 55 cân quay đầu ạ. 55 cân quay đầu nâu này. Nâu kèm số điện thoại cho em nhá. 55 cân quay đầu em chỉ sale 50k thôi. Quần bò giấy là hàng 70k. Quần bò giấy siêu mềm siêu đẹp luôn đây. Siêu mềm siêu đẹp nhá các nhà, rất là sướng luôn. Siêu mềm siêu đẹp này. Ai lấy bò giấy thì comment nhá. Quần bò giấy thì có họ. Em còn 2 size là size M với lại là size L. Size M dành cho các chị tầm khoảng từ 46 cân quay đầu, 46 47 cân quay đầu. Size L dành cho các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu. Nào, ai lấy quần shop thì comment nào. Size kèm số điện thoại nha, 70k một quần thôi ạ. Đấy, ai lấy thì comment nhanh tay cho em. Sạc của nó rất là chắc này. Đấy, quần sướng lắm. Quần sướng cực kỳ luôn. Đang sale quá rẻ luôn. Comment cho em nè. Từ này mọi người nhìn cơm hết rồi. Quần đó quần đó không size không có mấy màu. Quần này thì em chỉ có màu đậm, màu nhạt thôi chị ạ. Có size ML ạ. Có size ML chị ơi. Nói chung là quần bò thì nó chỉ có màu xanh thôi. Màu xanh là màu cơ bản rồi. Có một màu đậm hơn nữa. Đấy. Có một màu đậm hơn là màu đậm như thế này này. Màu đậm như thế này. Và màu nhạt như thế này. Đấy. Quần này em có màu đậm với màu nhạt. Hàng bò thì nó chỉ có màu xanh thôi chị ạ, nó không không còn màu nào. Bò giấy mà thích lắm. Có chị nào lấy quần bò này nữa không nào? Không chị nào lấy là em nghỉ nhá mọi người nhá. Ai lấy quần bò này thì comment này. Rất là đẹp luôn. 70k thôi ạ. Đây nhà em còn cái mặt áo đá này nữa này. Em còn cái mặt áo đá này sale 50k cho các chị. Rồi ok cho chị Hảo Hồng size M này. Cho em xin lại số điện thoại với ạ. Chị ơi cho em xin lại số điện thoại với nha. Hàng này mọi người mặc thì chỉ có sướng luôn thôi. Rất là mềm luôn mà mặc dễ chịu lắm á. Không bao giờ dùng được thì anh nhìn thấy ơi. Áo đá này hàng Quảng Châu xịn lắm, toàn hàng trăm mấy bây giờ xèo một chục cho chị giật máy tẹt ra. Cái máy áo này chị có giật máy tẹt càng đen nó cũng chả dùng. Cái đá của nó đẹp, sáng nó lánh đi các bạn, nếu hàng rẻ thì có bao giờ có đá đẹp như thế đâu. Đây là đá hàng 130 bây giờ xèo. Nó còn tím. Con mẹ tháo ra, con mẹ tay tự nhiên sao đi bộ về nó sưng ô tay lên mình tháo nhỡ ra. Nó quên. Không phải để tháo nó đeo cho nó cái út này này. Ở đây nó đen. Rồi đen đá cho chị Vũ Liên này. 0908. Chốt cho chị Vũ Liên một đen đá đi mẹ. Ở đâu nhỉ?
Vừa ok chị. 114. Chị giật máy thoải mái, không bao giờ sợ bán bao chất. 382. Siêu mát luôn, hàng của châu Hàng Phước luôn. Chất mát lắm, hàng này trăm mấy của nó. Còn size S này. Còn lẻ size nha, em đang sale rất là rẻ. Áo đá em còn mà. Còn mỗi mã nó còn một cái nó khác nhau. À đây cái đấy giống còn cái đồ xì nó vậy. Đây áo đá em vẫn còn đấy. 50k thôi nha chị nha. Chị từ 52 đến 3 cân đổi lại. 50, 52 cân quay đầu. Kèo đó chị không có lỗ nhiều luôn ấy. Đá sáng và hàng đẹp cho các chị xem sát. Đá lóng lánh xịn luôn. Nếu mà đá rẻ thì không bao giờ có cái đá đẹp như thế này. Hàng Quảng Châu, hàng xuất luôn, hàng có size luôn ấy. Chất mát lắm luôn. 50k rồi các chị ạ, quá rẻ luôn đúng không? Anh Hằng Hiệp có một cái áo nâu đây. Anh Hằng Hiệp có chốt áo này luôn không này? Rất là đẹp này. Rất đẹp mà giá lại rất là sốc. Đấy, cái đá nó sáng như thế này mà các chị. Chị mua chỗ khác còn trăm mấy một áo như thế này. Đá này các chị có mặt giặt máy thoải mái luôn ý. Cạo không bao giờ ra luôn. Đây này các chị này. Đấy. Có bung viên nào ra đâu. Có rơi bên nào ra đâu. 49kg quá đẹp. 49 cân mặc quá đẹp chị ơi. 49 cân thì dễ mặc, mặc mẫu nào cũng được. Đây ạ, có ai lấy đen đá này. Em chốt áo đá rồi, ok. Đây đơn chị ấy áo nâu rồi. Tí nữa em gửi luôn cho chị nhá. Đấy, đấy áo nâu bên ngoài đấy. Đấy, đấy, áo nâu đấy, đấy. Có chị nào chốt áo đá nữa không nào? 50k. Đây có cả áo hình này. Áo hình này. Các chị có thích hình không nào? Có mấy màu đây này. Sốc cho các chị luôn, toàn hàng đá đẹp. Rồi ok, chị liên 3 cái rồi. Tí nữa em gọi điện cho đơn gửi luôn nhá. Tí nữa em gửi luôn. Đây. Hình này này các chị này, hình nhá. Đây có màu đây này. Còn mấy cái màu này cũng à, chị hết luôn. Màu vàng, màu đỏ. Có màu đỏ này. Màu đỏ này các chị này. Màu cam này. Đấy. Màu cam nhá, đá pha lê rất là đẹp luôn. Màu vàng này. Ui cái áo đá này. Màu đỏ, màu cam và màu vàng. Em có cả màu đỏ này, màu cam này, màu vàng này các chị này. Đấy. Các chị có muốn mua màu thì có thể mua thêm những cái màu như thế này. Đấy là comment của mọi người đó, mãi mới nhìn thấy. Đây màu đỏ đây. Chị nào thích đỏ không nào? Đỏ quá đẹp luôn. Các chị nhìn cái đá nó sáng long lanh như này mà. Đá đẹp chưa này? Đá đẹp thế này mà chỉ có 50k. Chất mát, chất nó cốt tông cực mát luôn. Đấy,
đỏ đen. Đen. Đỏ đen vàng cam. Gậy thoải mái luôn nhá mọi người nhá. Thoải mái luôn. Hàng Quảng Châu thì các chị không phải lo, có phải là hàng hàng này là hàng Quảng Châu mà. Hàng xuất. Siêu đẹp luôn. Các chị ơi, em xin phép nghỉ nha. Các chị lấy màu gì thì sau like có thể inbox cho em nhá. Các chị đủ đơn rồi là em chốt, em gửi hàng luôn cho mọi người nha. Chị Hà nhận được hàng em gửi chưa? Thường Nguyễn Quốc Anh nhỉ? Xin chào tất cả mọi người nha.